vận may gõ cửa, tình yêu đâm trời nảy lộc. Và đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 1 âm lịch năm 2024, ngày Kỷ Tỵ. Ngày 26 tháng 1 âm lịch chính là cái ngày mà những con giáp này sẽ nhận lộc trời ban. Từ sự nghiệp đến tài vận đến đời sống tinh thần của các bạn cũng đều có những cái bước tiến lên một cái tầm cao mới. Những khó khăn còn tồn đọng trong trước đó thì đều được giải quyết một cách là yên ổn. Đó. Nhiều bạn sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Các bạn không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn được quý nhân phù trợ. Ai đang cô đơn, buồn khổ trong chuyện tình cảm ấy, thì cũng sẽ được cơ hội gặp được người phù hợp. Tình duyên thì thăng hoa, sự nghiệp thì thăng tiến. Cuộc sống chính thức bước sang một cái trang mới. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày 26 tháng 1 âm lịch nó là ngày Kỷ Tỵ. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Tỵ, thân là lục hợp. Vậy nên những người tuổi thân sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 1, ngày Kỷ Tỵ. Xét về cái tổng thể vận trình của những người tuổi thân trong cái thời gian này thì có nhiều cái sự thăng tiến tích cực trong công việc. Song vẫn còn nhiều cái tình huống phức tạp xảy ra khiến cho các bạn cũng phải vất vả tìm cách xoay sở mới có thể kiểm soát được. Công việc thì được nhiều cát tinh nó che chở, quý nhân thì nhiều, chăm sự thì thuận lợi, sự nghiệp thì bước vào một cái giai đoạn ổn định và phát triển, có cơ hội thăng tiến cao trong cái công việc. Các bạn cần chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội của mình nhé. Bên cạnh đó thì các mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên và những cái đối tác ấy cũng sẽ hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có những cái bước tiến nhảy vọt. Trong cái ngày 26 tháng 1, ngày Kỷ Tỵ này ấy, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi thân nói chung ấy cũng được quý nhân lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó mang đến một vài cái mối làm ăn khá là hời. Nếu như các bạn có ý định đầu tư thì các bạn có thể triển khai ngay trong cái thời gian này. Tuy nhiên ấy, cần phải hết sức thận trọng khi mà hùn vốn làm ăn hay là hợp tác đầu tư. Vì trong thời gian này vẫn có một vài cái dấu hiệu lừa gạt, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Nên là những người tuổi thân cũng cần phải hết sức lưu ý. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm của những người tuổi thân thì cũng khá hài hòa, không có mâu thuẫn hay là cái xung đột nào quá lớn. Con cái thì khỏe mạnh, học hành thì giỏi giang. Cái vận đào hoa của những người độc thân thì cũng dần dần vượng phát. Tình cảm đôi lứa thì có sự phát triển rõ rệt. Nếu mà đã có mục tiêu ấy, thì những người tuổi thân có thể chọn cái thời điểm thích hợp để bày tỏ cái cảm xúc cũng như là cái tình cảm của mình ấy, bởi vì cái tỷ lệ thành công trong thời gian này rất là cao. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của những người tuổi thân cũng duy trì ở cái trạng thái bình ổn, không gặp cái trục trặc nào quá lớn. Tuy nhiên, vì thời tiết thay đổi thất thường như trong giai đoạn này ấy, nên là quý vị cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn, kẻo lại bị gì một số cái chứng bệnh vụn vặt cảm cúm gây ra sự khó chịu cho các bạn. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, trong ngày 26 tháng 1 ngày Kỷ Tỵ ấy, thì chúng ta cục diện là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp. Vì thế những người tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 26 tháng 1 ngày Kỷ Tỵ này. Kính thưa quý vị, những người tuổi Dậu may mắn có sự đồng hành của cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu. Vậy nên nó báo hiệu là quý vị sẽ có một cái ngày hanh thông thuận lợi, suôn sẻ đang trải ra trước mắt của các bạn. Cái vận trình có những cái tín hiệu khởi sắc rõ rệt, đường công danh sự nghiệp thì được cát tinh nâng đỡ, đạt được những cái bước tiến đáng kể trong tương lai. Đây cũng là cái thời điểm thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, các dự định lớn lao mà đã ấp ủ từ lâu. Quý vị đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào cái năng lực của mình, cố gắng hết khả năng rồi các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành tích đáng tự hào bằng chính đôi tay của mình. Bên cạnh đó thì công việc hanh thông nó cũng kéo theo cái tài lộc của những người tuổi Dậu ấy cũng được tăng tiến. Con giáp này có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, kinh doanh buôn bán thì cũng được lộc trời ban, hứa hẹn thu được rất nhiều cái lợi nhuận bất ngờ. Bên cạnh đó, chính tài và thứ tài thì đều có cái thu hoạch nhất định. Chỉ cần lưu ý trong đầu, biết đúng cái điểm dừng, tránh tham quá sức ấy, thì là được. Thêm nữa, lại được gì cát tinh thực thần nó
đứng bóng, nó góp phần giúp cho những người tuổi Dậu ấy cũng được may mắn trên con đường tiền bạc. Những người tuổi Dậu là những con giáp phản ứng nhanh, linh hoạt nên sẽ dễ nhận ra cái thời điểm và cái cơ hội phát triển ở phía trước. Và cũng sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi trong kinh doanh buôn bán. Cái cục diện cát thần tam hợp nó cũng sẽ có lợi cho con đường tình duyên của những người tuổi Dậu. Cái vận trình tình cảm thì ngày càng rực rỡ thăng hoa hơn. Đào hoa nó vượng, nhân duyên thì tốt lành, nó cũng ùn ùn kéo đến. Những người độc thân thì có thể nhân cái cơ hội này để tìm kiếm lựa chọn cái đối tượng ưng ý. Tình yêu thì cũng nhanh chóng được thăng hoa. Với các cặp đôi đang yêu ấy, thì tình cảm mặn nồng và có thể bước tiếp sang cái giai đoạn mới. Hai bạn có thể tính đến cái chuyện hôn nhân ngay trong cái thời gian này đó. Và quý vị cũng có thể là gì? Ra mắt họ hàng hai bên và đặt ra những cái ước hẹn với bạn đời của mình đó. Vậy nên để mang lại cái hạnh phúc, tài lộc, may mắn đến với mình thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 26 tháng 1, ngày Kỷ Tỵ thì không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu ngoài cục diện tam hợp thì những người tuổi Sửu cũng được Tỵ Hỏa sinh cho Sửu Thổ. Vậy nên được cục diện ngũ hành tương sinh, nó mở ra những cơ hội khá là hay ho đối với những người tuổi Sửu. Nhất là với những ai mà đang ham học hỏi, các bạn có thể gì thêm nhiều cái thông tin hữu ích để có thể gia tăng cái nguồn thu hoặc là cái lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải có thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách thận trọng. Hãy cẩn thận về mặt tài chính vì mọi việc có thể là không tốt đẹp như các bạn đã tưởng tượng. Lúc này thì cái việc ưu tiên, quý vị nên tìm hiểu đây là cái thời điểm tốt để các bạn tham gia liên doanh hợp tác. Đấy. Kể cả nếu mà có những cái cơ hội vô cùng hấp dẫn thì quý vị cũng cần phải gì thận trọng mà tính toán. Trong kinh doanh thì bản mệnh cần phải tỏ ra chừng mực khi đưa ra những quyết định. Đây không phải là lúc mà các bạn có thể mạo hiểm tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay là thay đổi cách làm việc nếu mà mọi thứ vẫn đang ổn định. Thưa quý vị, trong thời gian này cái chính tài nó ghé thăm, nó cũng mang lại nhiều cái tin vui liên quan đến cái chuyện tài chính mà những người tuổi Sửu đang mong đợi. Thu nhập thì đang có dấu hiệu đi lên, các bạn có thể thu được một khoản tiền lời, tiền lãi đáng kể từ cái việc đầu tư từ trước đó. Vợ chồng thì cũng sẽ trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết. Những người đang yêu thì cũng sẵn sàng gắn bó và dựa dẫm vào cái nửa kia nhiều hơn. Những ai mà đang độc thân ấy, thì đã vui vẻ mở lòng đón nhận những cái cơ hội mới. Trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn. Thời điểm lệnh giá, lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe thì luôn cố gắng giữ ấm cơ thể, nhất là phần đầu, phần ngực, phần cổ, đúng không? Và hai bàn tay chân. Không nên đi ra ngoài thường xuyên kẻo lại gặp cái chuyện ốm đau bệnh tật. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ sức khỏe của mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày 26 tháng 1 ngày Kỷ Tỵ này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, trong cái ngày 26 tháng 1 ngày Kỷ Tỵ này thì những người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cái thành tích tốt. Thế nhưng quý vị cũng nên khiêm tốn và nhớ đến cái sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Tránh ăn nói thiếu suy nghĩ, kẻo lại vô tình làm tổn thương đến những ai mà các bạn cũng không hề biết. Mặt khác thì các bạn cũng trong thời gian này thì cho thấy các bạn cũng thiếu đi cái sự kiên nhẫn. Có thể ban đầu thì bắt tay vào làm việc, các bạn sẽ cảm thấy hào hứng. Nhưng một thời gian ngắn sau đó lại muốn bỏ cuộc. Cái việc này nó không tốt cho những người tuổi Tỵ một chút nào cả. Bên cạnh đó thì cái vận trình tài chính của những người tuổi Tỵ nó cũng được khởi sắc. Những người làm ăn thì mang về cái doanh thu rất là lớn nhờ cái sự nhạy bén của mình với thị trường. Trong khi đó, những người làm công ăn lương thì có thể nhận được những khoản gì tiền thưởng, thưởng nóng đó, với những cái thành tích mà mình đã đạt được trong thời gian trước đó. Vậy nên quý vị hãy gì
đừng có ngần ngại mà cống hiến, mà đóng góp để có được cái may mắn nhiều hơn. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì cũng được tăng tiến mỗi ngày, mang lại cái sự gắn kết cho các cặp đôi. Những người độc thân thì có cơ hội gặp được những người trong mộng. Tuy nhiên, quý vị nên tránh cái việc si tình quá hoặc là quá phụ thuộc vào đối phương. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị cũng nên là tập trung để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, bằng cách là gì? Đi giao lưu gặp gỡ nhiều hơn. Biết đâu trong cái việc gặp gỡ với mọi người thì quý vị cũng sẽ có được những cái mối quan hệ làm ăn tốt, thu về những cái lợi nhuận là cực kỳ là rủng rỉnh. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 26 tháng 1 ngày Kỷ Tỵ ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ nhé. Những người tuổi Ngọ được cùng diện là Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội. Hôm nay lại có được tia thiên ấn nó phù trợ nên những người tuổi Ngọ sẽ đứng ở cái thế vô cùng là tốt trong công việc. Một ai đó sẽ phải nhún nhường và tôn trọng các bạn vì các bạn là những người mà làm được, nói được. Uy quyền của những người tuổi Ngọ trong công việc cũng khá lớn. Tuy vậy, các bạn cũng không nên kiêu ngạo kẻo lại mất lộc làm ăn. Thêm nữa, lại được cái cục diện tam hội nó trợ lực, nó giúp đỡ nên là cái tài vận cũng dễ có quý nhân phù trợ, tránh được cái họa lớn liên quan đến chuyện tiền bạc. Các bạn có cơ hội được tăng lương và nhận được nhiều cái lời khen ngợi từ cấp trên. Nhiều người còn đang kiếm thêm cái thu nhập bằng cách là gì? Nhận thêm việc hoặc là gì? Tự kinh doanh, tiền thu vào túi cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm cũng thực sự là thăng hoa. Các bạn sẽ có một cái trải nghiệm vô cùng là vui vẻ, lãng mạn với những người mình thương yêu nhất, với những cái trải nghiệm bất ngờ thú vị. Khi nói chuyện với những người khác giới, các bạn cũng vô cùng khéo léo và tinh tế, không làm mất lòng mọi người xung quanh. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 26 tháng 1 ngày Kỷ Tỵ thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Mùi cũng được cục diện là Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội. Công việc của những người tuổi Mùi nó lâm vào tỷ kiên, nó khiến cho những người tuổi Mùi đôi khi cũng khá phải lao đao mệt mỏi đấy. Người khác thì háo hức, còn các bạn thì đôi khi hơi ngán và đôi khi bị mất động lực trong cái công việc. Nói chung ấy, những người làm công ăn lương trong thời gian này sẽ gặp một chút khó khăn trong công việc vì bị nghi ngờ đấy, và bị tiểu nhân tìm cách ngăn trở. Con đường tiền bạc thì ngược lại, nhờ có tam hội nó tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi Mùi cũng đỡ vất vả hơn về cái mặt tiền bạc. Nhiều bạn khó khăn thật sự nhưng mà may mắn cũng được gia đình hỗ trợ. Tài lộc dồi dào nhờ nguồn thu từ công việc tay trái, và những người tuổi Mùi cũng là những người rất giỏi tiết kiệm, không tiêu hoang. Quả đúng là con giáp chăm chỉ, khiêm tốn. Trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành tương sinh, Tỵ hỏa sinh cho Mùi thổ. Vậy nên là nó sẽ giúp cho những người tuổi Mùi ấy, được thăng hoa trong chuyện tình cảm. Tình cảm vợ chồng thì không có sự thay đổi. Tuy nhiên cũng đừng vì bận rộn công việc mà quên vun đắp cái tình cảm gia đình. Những người độc thân trong thời gian này cũng có nhiều người theo đuổi và ngỏ lời yêu thương. Vì thế, để tăng cường cái vận trình nhân duyên cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 1 năm 2024, năm Giáp Thìn. Đấy. Và trong ngày 26 tháng 1 năm 2024, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây đổi đời giàu có. Đó là những con giáp sau. 1 là tuổi Thân,
2. Tuổi Dậu. 3. Tuổi Sửu. 4. Tuổi Tỵ. 5. Tuổi Ngọ. 6. Tuổi Mùi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.